vừa qua, một sâu hung xe cũ tại Hà Nội đã giao bán chiếc Hyundai Santa, phê 2024 bản turbo cao cấp nhất với mức giá lên đến 1 tỷ 469 triệu cao hơn, giá niêm yết tới 104 triệu. Điều đáng chú ý là, chiếc xe này đã qua sử dụng và hiện có o do khoảng 1.000 km. Mặc dù chỉ mới lăn bánh một quãng ngắn, giá bán này đã gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội và các diễn đàn xe hơi. Nhiều người cho rằng mức giá này không hợp lý khi khách hàng mua lại xe còn phải chịu thêm 2% phí trước bạ đẩy tổng chi phí lên cao hơn nữa. Việc giao bán một chiếc Hyundai Santa Fe 2024 qua sử dụng với giá cao hơn, xe mới đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính hợp lý của mức giá này. Một số người cho rằng, mức giá này khó hấp dẫn khi mà người mua phải gánh thêm phí trước bạ, nhưng cũng có ý kiến cho rằng với tình trạng xe như mới mức giá này phản ánh nhu cầu cao đối với mẫu Santa Fe 2024. Không thể phủ nhận rằng, Santa Fe 2024 là một mẫu SUV đáng chú ý với thiết kế thời thượng nội thất rộng rãi, công nghệ hiện đại và hiệu suất mạnh mẽ. Đối với những ai yêu thích phong cách SUV cổ điển với trang bị tiên tiến, Hyundai Santa Fe 2024 là một lựa chọn đáng cân nhắc, dù mức giá bán lại hiện tại có thể là rào cản cho nhiều người tiêu dùng. Hyundai Santa Fe 2024 vừa ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9, mang đến nhiều nâng cấp đáng kể về thiết kế và trang bị. Mẫu xe được phát triển trên nền tảng khung gầm N-Platform, với kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.830mm, 1900 mm, 1780 mm, trục cơ sở 2 2815 mm và khoảng sáng gầm 177 mm. Kích thước này rộng rãi và thoáng hơn so với phiên bản cũ giúp không gian nội thất trở nên thoải mái và tiện nghi cho hành khách. Santa Fe thế hệ mới theo phong cách SUV Bắc Mỹ cổ điển với thiết kế ngoại thất mạnh mẽ. Phần đầu xe ấn tượng nhờ cụm đèn chiếu sáng Adaptive LED thích ứng tự động và đèn ban ngày chữ H độc đáo, tăng thêm tính nhận diện mặt ca lăng xe lấy cảm hứng từ logo Hyundai dạng phẳng 2D, tích hợp tính năng Active Air Flap tự động đóng mở giúp tối ưu làm mát động cơ, hệ thống phanh và giảm lực cản gió. thân xe thiết kế phẳng tối giản, mang lại vẻ chắc chắn và tối ưu không gian nội thất. đuôi xe trang bị cụm đèn hậu led hình chữ H đồng bộ với thiết kế phía trước, tạo nên vẻ hiện đại và dễ nhận diện. bên trong xe sở hữu cụm màn hình kép đặt nổi, bao gồm bằng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí đều có kích thước 12.3 inch mang lại không gian lái hiện đại và dễ quan sát. Hệ thống tiện nghi trên xe bao gồm màn hình hát hiển thị thông tin trên kính lái, cửa sổ trời kép, sạc không dây, chìa khóa thông minh và hệ thống âm thanh Bose 12 loa cao cấp. Với các tiện ích này, Santa Fe 2024 hoàn toàn có thể cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng trung và mang lại trải nghiệm sang trọng cho người dùng. Phiên bản cao cấp nhất trang bị động cơ xăng 2.5 tăng áp, cho công suất 281 mã lực kết hợp hệ dẫn động 4 bánh. Toàn thời gian và hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt giúp xe vận hành mạnh mẽ và ổn định trên mọi địa hình.